Tự nhiên nói thèm cơm tắm chi vậy? Giờ coi bị nướng nè. Chà ổng ra. Nãy giờ lụi củi trọng á, mà sao mà nó có về hoài. Thì hôm qua anh nói em rồi, anh thèm cơm tấm nhưng mà anh kêu em á là đi ra ngoài tiệm ăn cho nó rẻ, dĩa 30-40 ngàn ăn cho nó xong đi, mất công chi nướng không biết nữa. Trời đất ơi, nói gì mà nghe được hả? Anh thấy ngoài cái quán nó bao nhiêu vị khách vô, làm sao mà người ta chăm chút từng miếng thịt giống như em được? Trời đất ơi, anh biết không, em là em phải lựa cốt lết ngon nha, xong rồi giờ em phải tẩm mật ong, rồi em làm mọi thứ nó phải ngấm vô từng thớ thịt. Thì anh ăn anh thấy ngon miệng không? Rồi anh muốn gì nữa? Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là làm ở nhà đó em cực nè, thấy không? Em chà nãy giờ có coi gà đâu. Ai mà có vẻ khúc mày chà này cực vậy đâu. Anh cũng đâu có biết đâu, sao em cứ trách anh hoài à. Nhưng mà tôi tức quá, anh nói là sao em ra ngoài tiệm ăn tôi mới tức chứ bộ. Thì ra ngoài tiệm ăn em đỡ chà nè. Nhưng mà cái miếng thịt ở ngoài tiệm có ngon là miếng thịt tôi nướng đâu. Hai đứa ơi. Ủa? Cái... Má Hòa má... Cái chuyện gì mà má đi mới tới phòng khách là ở dưới này sùm vậy mấy đứa? Con tức. Tức vụ gì? Sao rồi đó không lấy chồng má không dặn con? Ủa dặn gì? Dặn đừng nấu cơm tắm ở nhà. Ủa chứ vậy thì mần chi cho nó cực thân vậy? Cơm tắm ở nhà con làm mới ngon, miếng thịt con nướng bằng cái vị ở nhà mới ngon. Nước mắm là má dạy con. Đúng rồi. Nó mới ngon chứ bây giờ ra tiệm ăn thì còn cái gì mà ngon nữa. Ủa gì làm ngon vậy than chi? Bây giờ chà cái này cực quá nè. Có chà cái này không á mà sáng giờ vợ con cứ la làng hoài luôn á má. Trời đất ơi, cả sáng giờ chà không ra đó rồi hỏi sao không la làng. Thôi bây giờ nghe má nói nè, con làm thì đừng có than, mà than thì đừng có làm. Con nghĩ đi, mình làm ngon cỡ nào đi nữa mà con cứ lèm bèm nó, rồi nó ăn còn ngon không? Hèn, vài bữa tới lỡ mà nó đi chơi với bạn bè nó, rồi có cái cô mà cổ làm mà ngon hơn con. À, không cần ngon hơn nữa hèn, mà chỉ cần làm vừa vừa ăn thôi. Mà người ta không lèm bèm, người ta vui vẻ là mất chồng như chơi nghe. Con nào? Con nào? Con nào nấu cho mà không lèm bèm là vui vẻ nữa? Ê, nín. Cái này má thí dụ thôi mà. Nói thì nói vậy thôi nè. Chà không ra đúng không? Để má chỉ cho. Trời, nó dễ ợt hà. Ở nhà có hành tây không? Dạ có chứ. Đi vô lấy củ hành tây đây má chỉ cho. Ừ. Hành tây không? Ừ. Ủa, sao nó ra má? Nó dễ ợt. Đợi vợ con đem lên rồi má chỉ cho nè. Đem lên đây luôn má chỉ cho. Đây đây nè. Đúng rồi, củ hành tây này đó. Sắc thành hai ra. Rồi lấy cái phần cái mặt mà mặt mình cắt đó, con chà lên thịt bắt luôn. Không có được đâu con chà, má biết con lấy cái đồ rửa chén kìa, nó còn không ra thì làm sao cái này mà ra được nè. Trước khi chà con làm nóng cái dĩa này lại, con bắt lên cho nó nóng trở lại, rồi xong con mới cắt hành tây đó, rồi con chà vài cái nó là đi hết những cái dầu mỡ, những cái thịt khét nó dính là đi sạch. Thử đi hen, thử đi. Vậy là cái này hiệu nghiệm thì không má? Chứ gì nữa, đi vô thử liền. Hay dữ vậy đó hả má? Dĩa cơm tắm của tôi đâu? Tất nhiên là con nấu cơm tắm phải có phần của má chứ. Vô làm đi, đừng có làm bèm nữa. Cảm ơn má. Một dĩa cơm tắm siêu cấp gia đình luôn. Em mua ít thì không nói gì, em mua một đống em để trong tủ lạnh, xong rồi cái hết hạn rồi bây giờ ăn vô đỡ đau bụng có gì rồi sao, xong cái bỏ cuối cùng là tính già quá non đúng không?